Ok, em anh em nhé, hay chia sẻ anh em kỹ năng cách để làm sao để làm được cái mẫu trần thạch cao giả Hồng Kông, nắm khảo chỉ CNC đẹp lắm anh em nhé. Đâu mẫu của nó đâu bác, đây à, đây cho anh em xem qua cái nhá. Mẫu trần thạch cao ở trên phòng khách tầng 2 anh em nhá, phòng này nhá, người đang làm hiện tại đang phòng này, à không phải có thể dọn vòm này, này đây, cái cầu thang đây đây phòng này anh em nhá. Anh em mới qua kênh nhớ đăng ký kênh của họ mình nhá. Rồi. Sau khi mình đã qua được món dâu ria thì bắt đầu đánh cái đường nẹp. Em sẽ sườn. Mình sẽ nhá, sẽ thay cao nha anh em nhá. Còn đây là cái món móc, móc ở trên trần này mình khoan lên. Để mình vít giữ trần á. Đây, xoay này mình lên mình xuống, tăng lên tăng xuống đều đủ á. Anh em ạ.
ok anh em, đây là cái mẫu trần trang trí trong buồng hoặc là phòng khách ở tầng 2 anh em nhé. Mua rất đơn giản và đẹp, có một lượt phào chạy vòng quanh và hai lớp đẹp trang trí ở hai bên sườn. Sau này đục nỗ, khoan nỗ và lắp bóng điện nữa. Anh em qua kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhá.